Bao nhiêu cân nhỉ? 27 cân. 27 cân cản lồng. 27 nhân 85 đúng không nhỉ? Vâng, đúng rồi anh ạ. Thank you.
Để lúc hoa. Để các anh xem đi, chút con nào. Con nào bên thịt. Em cũng đang định bảo bán một hai con để có tiền đi mua thịt nóng to để nuôi. Sợ này nuôi không lớn được. Mình bán con nào đây? Con đây này. Con vàng. Con này. Vâng. Rộng quá không nhìn được thấy thì em gọi một chồng nhỏ cho xem. Lợn nhà mình bán giá như nào ơi? Con này à? 90 anh ạ. 90 một con. Giá thị trường ấy, còn con nơi nó bán giá đời. 101, 102 ấy. Con này nó gầy quá nhỉ? Gầy nhưng mà em mua lâu lắm rồi. Con này đẹp nhỉ? Ừ. Đầu ăn là các anh chọn nhỉ? Còn em bán thì bán con vàng mà em bảo.27 cân. 27 cân cần lâu. 2.295.000 nha. Vâng. Đặt lên xe luôn. Cho lên xe luôn. Anh quay xe để tôi đi. Xem đủ chưa? Đủ rồi anh ạ. Đủ rồi. Kêu mọi anh ạ. Gọi chị ạ. Cái lồng to quá nhỉ. Lồng to. Chúng ta nó dùng là muốn góc là cái gì nặng. Nặng góc bên này. Này nó hút tôi được. Để em cuốn lên này nào. Anh đi về nhá. Vâng. Rồi anh về đây. Chào hai anh nhá. Con này anh cho lên xe anh ạ. À. Xe là đều lợn rồi phải không? Cho con xe. Con đây anh. Cảm ơn nhá. Anh về đây.
Ui, các thế. Mình tính nào.